Rồi xin chào các bạn, thì hôm nay trong cái video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một công cụ giúp chúng ta tập trung làm việc bằng cách tạo ra một cái màn hình desktop chỉ có những cái ứng dụng mà chúng ta muốn sử dụng xuất hiện, đồng thời nó sẽ chặn những cái trang web có thể khiến chúng ta mất tập trung như là Facebook hoặc Twitter ha. Thì đầu tiên mình sẽ sử dụng cho các bạn thử. Rồi thì đây chính là cái giao diện của công cụ. Thì đầu tiên là chúng ta cần chọn, cần đặt cái thời gian hoạt động cho nó ha. Thì ở đây mình sẽ để mặc định 2 phút, thì hết 2 phút thì nó sẽ trả lời cho chúng ta cái màn hình desktop bình thường. Tiếp theo là chúng ta cần sẽ chọn những cái phần mềm mà mình muốn sử dụng. Thì ở đây chẳng hạn mình sẽ chọn cái phần mềm mà Visual Studio Code đi ha. Rồi mình chọn thêm cái trình duyệt Google Chrome nữa. Đâu rồi, đây. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ nhập những cái trang web mình muốn không muốn truy cập, và mình có thể thêm nhiều địa chỉ bằng cách xuống dòng ha. Thì chẳng hạn đầu tiên là mình muốn không muốn truy cập trang facebook.com nè. Tiếp theo là trang writer.com, rồi mình sẽ chặn 2 trang này. Mình sẽ đặt thêm một cái ảnh nền cho nó, thì mình để cái này đi ha. Rồi chúng mình click bắt đầu. Thì nó hiện cái thông báo nó là những cái phần mềm mà mình sẽ sử dụng đó, nó đang mở, cần phải tắt để tiếp tục. Thì đây mình có chọn Google Chrome, thì Chrome đang mở thì mình tắt nó đi ha. Rồi chúng ta click bắt đầu để mở cái màn hình desktop đây kia lên. Rồi đây chính là cái màn hình desktop mới. Thì chúng ta có nó hiện một thông báo nó là chúng ta hãy sử dụng toàn phím Alt+8 để chuyển đổi với cái ứng dụng ha. Rồi mình sẽ mở thử cái trình duyệt Google Chrome lên. Thì mình sẽ truy cập thử cái trang facebook.com nè, writer.com nè. Các bạn có thể thấy là hai cái trang này đã bị chặn truy cập ha, nó không thể truy cập được. Giờ mình mở thử Visual Studio Code lên. Thì các bạn thấy lúc này cái giao diện nó chỉ có hoàn toàn hai cái ứng dụng mình chọn là nó sẽ xuất hiện thôi, cái dụng khác hoàn toàn dẫn đi. Lúc này mình hoàn toàn có thể tập trung làm việc được. Các bạn có thể chuyển đổi giữa các ứng dụng có phím Alt+8 ha, giống như vậy. Đó. Thì lúc này để thoát khỏi cái màn hình desktop này thì một là chúng ta chờ cho nó thời gian, hoặc hai là chúng ta click vào cái nút này để thoát khỏi cái giao diện desktop ha. Rồi các bạn có thể thấy là còn trước khi mà giao diện nó tắt đi thì trước một còn một phút trước khi nó tắt đi thì nó sẽ hiện một cái thông báo cho chúng ta thấy như ban nãy. Rồi xong thì vậy là sau khi hết 2 phút thì nó sẽ tự động thoát ra và trả lại chúng ta cái màn desktop bình thường. Những cái ứng dụng mình mở thì hoàn toàn được giữ nguyên ha. Thì lúc này các trang web mà mình chặn đều đã có thể truy cập lại được. Đó, các bạn thấy là nó đang log vô nè. Thì hiện tại MT Focus vẫn đang trong giai đoạn phát triển, các bạn có thể vô cái link góp ý trong cái trang này để đóng góp ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi.